Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu ngày 5 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Từ 12 giờ trưa mùng 4 tháng 11 đến 10 giờ sáng nay, Điện Biên ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tính từ ngày mùng 1 tháng 11 đến 10 giờ sáng nay mùng 5 tháng 11, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận 63 ca mắc COVID-19. Ngay sau khi ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới tại xã Hẹ Muông và xã Sam Bính, sáng nay lãnh đạo Sở Y tế đã trực tiếp xuống địa bàn hai xã kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19, từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 7 tháng 11 năm 2021, thành phố Điện Biên Phủ triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng nguy cơ cao trên địa bàn 12 xã, phường. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế, từ 12 giờ trưa ngày 4 tháng 11 đến 10 giờ sáng nay ngày 5 tháng 11, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 13 trường hợp có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, tính từ ngày 1 tháng 11 đến 10 giờ sáng nay mùng 5 tháng 11, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận 63 ca mắc COVID-19. Trong số 13 ca mắc COVID-19 mới, có 4 ca ở xã Na Tông, 3 ca ở xã Mường Nhà và 1 ca ở xã Pom Lót, 1 bệnh nhân ở xã Mấn, 1 bệnh nhân ở Hẹ Muông, 1 bệnh nhân ở xã Nong Hẹt, 2 bệnh nhân ở xã Na Ư, huyện Điện Biên. Hiện nay, ngành y tế đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường lực lượng tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm người dân sinh sống cùng khu vực có dịch, cách ly y tế người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19. Nhằm phòng ngừa lây lan của dịch COVID-19, ngày 4 tháng 11, Sở Giao thông Vận tải cũng đã yêu cầu tạm dừng hoạt động bến xe khách Bản Phủ kể từ 17 giờ ngày 4 tháng 11 cho đến khi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn được kiểm soát. Đồng thời, tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định từ thành phố Điện Biên Phủ đi xã Mường Luân, Điện Biên Đông và ngược lại, từ xã Mường Luân, Điện Biên Đông đi các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Dương và ngược lại. Tiếp theo, chúng tôi xin được chuyển tới quý vị và các bạn thông báo về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cập nhật cấp độ dịch đến ngày 5 tháng 11 năm 2021. Căn cứ Nghị quyết 128 NQCP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, quyết định số 4800/QĐ-BT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128 NQCP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ, ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Qua kết quả đánh giá xác định mức độ dịch và thực tế tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, cập nhật đến ngày 5 tháng 11 năm 2021, Sở Y tế tỉnh Điện Biên thông báo cấp độ dịch của tỉnh Điện Biên theo Nghị quyết số 128 NQCP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ và quyết định số 4800/QĐ-BT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế, cụ thể như sau. 1. Cấp tỉnh, cấp độ 1. 2. Cấp huyện, cấp độ 1. 10 trên 10 huyện, thị xã, thành phố. 3. Cấp xã, tổng số 129 trên 129 xã, phường, thị trấn đánh giá phân loại vùng nguy cơ trên địa bàn tỉnh, kết quả như sau. Cấp độ 1, 125 xã, phường, thị trấn. Cấp độ 2, không có xã nào. Cấp độ 3, 3 xã gồm Mường Nhà, Na Ư, Pom Lót của huyện Điện Biên. Cấp độ 4, 1 xã là xã Na Tông, huyện Điện Biên. Ngay sau khi ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới tại xã Hẹ Muông và xã Sam Bính, huyện Điện Biên vào sáng nay mùng 5 tháng 11, đại diện lãnh đạo Sở Y tế đã trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các xã Hẹ Muông, Núa Ngam, Sam Bính, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch như khoanh vùng, rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định, đặc biệt lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ người dân đối với bản Pá Hẹ, xã Hẹ Muông và bản Yên, xã Sam Bính là hai bản ghi nhận có ca mắc COVID-19 mới. Tiếp tục xây dựng các phương án dự phòng sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh, đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, hóa chất đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch trong tình hình mới. Ngay trong buổi sáng nay, ngành y tế đã huy động trên 20 nhân viên y tế hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại xã Hẹ Muông và sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác lấy mẫu tại xã Núa Ngam và xã Sam Bính của huyện Điện Biên.
Cùng với việc thành lập cơ sở cách ly tập trung tại chỗ bản Gia Phú A, xã Na Tông và tổ quản lý khu vực cách ly, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã thành lập các tổ công tác phục vụ đảm bảo việc cách ly tập trung. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện thành lập tổ bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế, tổ bảo đảm an ninh trật tự và tổ tuyên truyền khu vực cách ly y tế tập trung tại chỗ tại bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên. Trong đó, tổ bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế có 6 người, có nhiệm vụ bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế, đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, vật tư phục vụ cho công tác cách ly như khẩu trang, quần áo bảo hộ, nhiệt kế đo thân nhiệt điện tử cầm tay, dung dịch sát khuẩn tay, hóa chất khử khuẩn tại khu vực cách ly y tế tập trung. Tổ bảo đảm an ninh trật tự có 9 người, có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly tập trung, quản lý tốt các trường hợp cách ly, không để xảy ra tình trạng người phải cách ly y tế bỏ trốn khỏi khu cách ly. Tổ tuyên truyền có 5 người, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn bản Gia Phú A, Gia Phú B, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang xảy ra trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trong những ca bệnh mới được phát hiện tại ổ dịch xã Na Tông, huyện Điện Biên, có một số trường hợp là học sinh các bậc mầm non, tiểu học và trung học phổ thông. Để đảm bảo công tác khoanh vùng, khống chế dịch, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên đã quyết định dừng học trực tiếp tại 8 xã với tổng số hơn 10.300 học sinh. Theo đó, 8 xã đã dừng học trực tiếp gồm Mường Lói, Phu Luông, Mường Nhà, Na Tông, Đúa Ngam, Hẹ Muông, Pom Lót, Nong Hẹt. Trong 8 xã, có 25 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở với tổng số hơn 9.000 học sinh. Bậc trung học phổ thông có 2 trường với hơn 1.000 học sinh. Bám sát chỉ đạo của ngành giáo dục, Ban Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 huyện Điện Biên về việc đảm bảo dạy và học trong thời gian dừng học trực tiếp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên đã chỉ đạo Ban giám hiệu 25 trường thuộc 8 xã phải chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến, đảm bảo chương trình, thời lượng học tập cho học sinh theo đúng phương châm, ở nhà nhưng không dừng học. Riêng cấp học mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến. Giáo viên liên hệ, phối hợp với gia đình hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà. Thưa quý vị và các bạn, xác định trách nhiệm trong việc truy vết, giám sát và tuyên truyền của tổ giám sát COVID-19 cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong công tác kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 huyện Điện Biên đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các xã kích hoạt và nâng cao trách nhiệm của tổ giám sát COVID-19 cộng đồng tại cơ sở. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trước diễn biến dịch phức tạp, từ ngày 1 tháng 11 đến nay, số ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng trên địa bàn huyện Điện Biên liên tục tăng. Nhiều ca bệnh chưa xác định được nguồn lây, nhiều nguy cơ bùng phát và lây lan trên diện rộng. Để đẩy nhanh công tác truy vết, rà soát, phát hiện các trường hợp F0, F1, F2, huyện Điện Biên đã kích hoạt 275 tổ giám sát COVID cộng đồng trên toàn huyện, chú trọng việc nêu cao trách nhiệm của các thành viên, đặc biệt trong việc truy vết và giám sát người ra vào địa bàn. Tại xã Nong Luống, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 xã đã kích hoạt 16 tổ giám sát COVID cộng đồng. Các tổ đã hỗ trợ cho lực lượng chức năng truy vết được 5 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại trường Trung học Phổ thông huyện Điện Biên, đưa đi cách ly và hướng dẫn khai báo y tế cho 96 trường hợp F2. Xã và Trung tâm Chỉ huy cũng đã kích hoạt 16 tổ truy vết và tổ cộng đồng của cơ sở hoạt động ngay và hiện nay là truy vết và cho khai báo y tế là được 96 F2 và hiện nay là đang tiếp tục chỉ đạo cho các thôn bản và tổ truy vết để tăng cường công tác khai thác và đến truy vết đến F3 và hiện nay đang chỉ đạo cho các thôn bản là tăng cường công tác là hoạt động và thực hiện chế độ định kỳ báo cáo. Có trường hợp F1 bây giờ nó đang được cách ly và hiện tại bây giờ chúng ta đang vận động cái gia đình tiếp xúc với F1 đó. Hiện tại gia đình đã khai báo y tế và test nhanh rồi ạ. Thực hiện chỉ đạo của huyện, xã Nong Hẹt cũng kích hoạt 14 tổ giám sát COVID cộng đồng. Ngoài công tác truy vết và giám sát người ra vào địa bàn, các tổ cũng chú trọng việc tuyên truyền, vận động nhân dân đi xét nghiệm và thực hiện quy định phòng dịch. Bởi việc nâng cao ý thức phòng dịch cho người dân từ cơ sở là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong việc khống chế dịch bệnh COVID-19. Công tác cái tuyên truyền phòng chống dịch là coi như là thực hiện cái 5K và hai là gia đình có những cái con em đi làm ăn xa về thì phải khai báo kịp thời với thôn bản để thôn bản báo cáo với lại cái tổ phòng chống dịch COVID của xã kịp thời trong cái thời gian nhanh nhất. Cùng với công tác truy vết giám sát tại cơ sở, huyện Điện Biên cũng chỉ đạo các thôn bản tăng cường công tác kiểm soát người ra vào địa bàn. Huyện đang duy trì hoạt động của 29 chốt giáp biên giới với Lào và một chốt nội địa giáp với xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.
các tổ chốt gồm 4 lực lượng biên phòng, công an, quân sự và lực lượng y tế giám sát chặt chẽ lượng người ra vào địa bàn. Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19, thành phố Điện Biên Phủ đang triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng nguy cơ cao trên địa bàn 12 xã, phường. Theo đó, từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 7 tháng 11, thành phố Điện Biên Phủ triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 để phát hiện sớm nhất các trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Đối tượng lấy mẫu xét nghiệm là người có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, đau đầu, đau họng, rát họng, sổ mũi, chảy mũi, ngạt mũi, khó thở, đau ngực, tức ngực, đau mỏi người, đau cơ, mất vị giác, mất khứu giác, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Người dân sinh sống, kinh doanh buôn bán tại các chợ trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, người trong ban quản lý chợ, bảo vệ, trông xe, người buôn bán thường xuyên tại chợ, nhân viên tại các phòng khám tư nhân, nhân viên cảng hàng không Điện Biên Phủ, nhân viên bán hàng, thu ngân, nhân viên phục vụ, ban quản lý, bảo vệ, người trông xe tại siêu thị, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, ban quản lý, nhân viên bán vé, bảo vệ, xe ôm, một số lái xe taxi tại bến xe. Ban quản lý, lễ tân, nhân viên phục vụ, chủ cơ sở khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng có lượng khách lớn, quán ăn đông người, người làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa, người vận chuyển các mặt hàng hóa thiết yếu, người làm vệ sinh nơi công cộng, lái xe taxi, lái xe phụ xe trên các chuyến xe tải, xe khách đường dài, cán bộ, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Điện Biên, phường Nam Thanh, giáo viên, học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc thành phố có bố, mẹ, người chăm sóc trực tiếp đi từ các tỉnh khác hoặc đến các xã đang có dịch tại huyện Điện Biên chưa qua 14 ngày từ ngày 25 tháng 10 năm 2021 trở lại. Tổng số mẫu dự kiến là 16.000 mẫu. Thưa quý vị, với mục tiêu tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cho 100% dân số trong độ tuổi quy định, thời gian qua cùng với ngành y tế, cấp ủy chính quyền các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích để nhân dân hiểu lợi ích tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo thống kê của Sở Y tế, đến ngày 27 tháng 10, tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 1 trên số đối tượng từ 18 tuổi trở lên của tỉnh đạt hơn 90%, mũi 2 đạt trên 27%. Trong 10 huyện, thị xã, thành phố, có 3 huyện là Điện Biên Đông, Mường Nhé và Nậm Pồ hiện có tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 thấp hơn so với tỷ lệ chung của tỉnh. Nguyên nhân tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp chủ yếu do tâm lý lo lắng của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các địa bàn vùng cao biên giới hiểu chưa đúng hoặc chưa đầy đủ về lợi ích của việc tiêm vaccine. Một bộ phận người dân lo lắng chần chừ trì hoãn tiêm. Xác định tầm quan trọng ý nghĩa của mục tiêu phủ vaccine COVID-19 cho toàn dân, tạo miễn dịch cộng đồng, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền các huyện tăng cường lực lượng về cơ sở tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu tiêm vaccine là biện pháp phòng dịch tốt nhất cho mỗi cá nhân. Từ đó góp phần xây dựng một hệ miễn dịch cộng đồng trước đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, mặc dù trên địa bàn huyện Mường Ảng chưa có ca bệnh trong đợt dịch này, tuy nhiên để chủ động phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp, chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng thu dung điều trị nếu có bệnh nhân mắc COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại một số xã của huyện Điện Biên, Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng đã phối hợp với các phòng ban đoàn thể huyện triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch phòng chống dịch theo các cấp độ, chỉ đạo cán bộ, viên chức thường xuyên đảm bảo quân số, tập trung tối đa nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch, đảm bảo điện thoại trực 24/24 giờ. Thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh tại các xã thị trấn, thành lập đội cấp cứu, đội phản ứng nhanh tuyến huyện, ra soát và bổ sung kịp thời vật tư, hóa chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch. Bố trí 54 giường bệnh tại khoa truyền nhiễm để sẵn sàng điều trị bệnh nhân COVID-19 theo đúng tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ, quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thực hiện các cái nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ và cái 4339 là xây dựng cái tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống COVID của huyện xây dựng cái kế hoạch thu dung điều trị bệnh nhân F0 tại trung tâm y tế Mường Ảng là 54 giường bệnh điều trị F0. Còn đối với các cái trường hợp là F1 tiếp xúc với gần với F0 gọi là F1 thì chúng tôi cũng đã tham vấn là sẽ ở một bên cái khu cách ly tập trung riêng ở bên trung tâm giáo dục thường xuyên
Còn đối với trung tâm y tế này để thực hiện thì chúng tôi cũng đã mở rộng cái công tác tuyên truyền đối với nhân dân, đối với người bệnh khi vào trong quá trình khám chữa bệnh thực hiện nghiêm ngặt cái công tác 5K đối với người bệnh. Đối với thầy thuốc, y bác sĩ thì các cái quá trình khám chữa bệnh thì cũng phải thực hiện đúng các cái quy trình, quá trình tiếp xúc, nhất là các cái trang thiết bị bảo hộ rồi thì khoảng cách. Đặc biệt hơn nữa là cái công tác phòng chống nhiễm khuẩn tại các cái khoa phòng là được thường xuyên khử khuẩn để thực hiện. Cái nữa là toàn bộ các cái xây dựng các kế hoạch, các cái hệ thống hồi sức cấp cứu các cái bệnh nhân COVID cũng sẽ được làm tại khoa truyền nhiễm. Trong quá trình điều trị là thực hiện các cái kỹ thuật cận lâm sàng là tại chỗ để tránh bệnh nhân phải di chuyển nhiều, và cũng sẽ hướng là cũng sẽ điều trị và các bác sĩ cũng được phân ra các cái từng nhóm một điều trị. Và trong quá trình chúng tôi thực hiện ở đây thì đối với cán bộ công chức thì vẫn thường xuyên là lấy cái mẫu test xét nghiệm test COVID nhanh. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện tiêu chí bệnh viện an toàn, thực hiện nghiêm việc phân luồng đối với người bệnh, người nhà bệnh nhân và khách đến đơn vị công tác ngay từ chốt trực tại cổng. Đo thân nhiệt, khai báo y tế bắt buộc, nếu không có yếu tố dịch tễ liên quan thì được hướng dẫn vào khám thông thường. Nếu có các triệu chứng nghi ngờ và yếu tố dịch tễ sẽ được chuyển sang phòng khám riêng tại các khoa điều trị. Hạn chế tối đa người vào thăm, chăm sóc bệnh nhân và yêu cầu tất cả mọi người khi vào trung tâm phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 này là rất phức tạp, là chúng tôi rất thực hiện theo quy trình của bệnh viện lá khoa huyện Mường Ảng, chấp hành theo luật lệ là đeo khẩu trang này, sát khuẩn tay này, đấy. Đến bệnh viện thì bác sĩ là rất nhiệt tình, là khám chữa bệnh rất tốt. Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng cũng phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác tiêm vaccine phòng COVID-19. Đến thời điểm hiện tại, huyện Mường Ảng đã tiêm trên 26.500 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có trên 23.800 mũi 1 và trên 2.700 mũi 2. Thực hiện rà soát, truy vết các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân F0 ghi nhận ngày 1 tháng 11 năm 2021 tại xã Na Tông, huyện Điện Biên. Lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, các trường hợp đi từ vùng dịch về và cán bộ trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện. Bản thân tôi là một cán bộ của khoa xét nghiệm và được giao nhiệm vụ làm công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Thì trong thời gian qua, chúng tôi cũng đã tham gia lấy mẫu cho những đối tượng ở vùng dịch về, ở khu cách ly, những bệnh nhân điều trị nội trú có những cái biểu hiện mà ho, sốt, tức ngực, vân vân. Ngoài ra chúng tôi còn lấy mẫu cho toàn cán bộ y bác sĩ điều trị tại trung tâm định kỳ một tuần một lần. Sau khi lấy mẫu thì chúng tôi gửi mẫu lên CDC của tỉnh để làm xét nghiệm. Và chúng tôi cũng tham gia công tác là tuyên truyền cho những cái bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến cơ sở y tế thì phải thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Việc chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng nhằm kiểm soát chặt chẽ các trường hợp có nguy cơ để cách ly, theo dõi, tránh dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn công tác của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2020-2021 tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh. Theo báo cáo, trong 2 năm 2020 và 2021, Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh có 380 học viên, trong đó có 348 học viên cai nghiện bắt buộc, 32 học viên cai nghiện tự nguyện. Đa số các học viên chấp hành tốt quy trình điều trị cắt cơn giải độc và các liệu pháp theo quy trình. 100% học viên đều được điều trị cắt cơn giải độc và xét nghiệm âm tính với ma túy sau thời gian cắt cơn, phục hồi sức khỏe tốt. Học viên được cải thiện đời sống với các hoạt động lao động trị liệu thành thục, có khả năng lao động tại các cơ sở doanh nghiệp hoặc tự tạo việc làm như kỹ thuật trồng trọt, hàn xì, cơ khí, nghề mộc, đan chài.
Tuy nhiên, cơ chế, chế độ cho viên chức quản lý thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn vướng mắc, gây khó khăn trong thực hiện công tác chuyên môn. Đa số học viên nghiện ma túy lâu năm, có tiền án, tiền sự, nhiều đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS, tâm lý không ổn định, sức khỏe yếu, nên trung tâm gặp nhiều khó khăn trong việc cai nghiện, đặc biệt là công tác giáo dục, hành vi nhân cách. Làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, theo báo cáo từ ngày 15 tháng 5 năm 2020 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020, toàn tỉnh có hơn 8.780 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, giảm 192 người so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, 5 tháng đầu năm 2021, số người nghiện ma túy trên toàn tỉnh tăng 114 người so với năm 2020. Công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng và gia đình chưa được thực hiện đầy đủ, tỷ lệ tái nghiện cao, người nghiện không muốn tham gia cai nghiện. Công tác quản lý sau cai chưa được địa phương và gia đình quan tâm đúng mức. Việc tổ chức dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm còn hạn chế. Kinh phí hỗ trợ chưa đáp ứng được nhu cầu. Năm 2020, một số nội dung chi hỗ trợ chưa được thực hiện do cấp xã tại một số huyện không bố trí được kinh phí. Công tác xã hội hóa, cai nghiện ma túy còn nhiều hạn chế do chưa có mô hình quản lý sau cai có hiệu quả. Tại các buổi giám sát, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội tiếp tục thực hiện tốt chỉ tiêu tỉnh giao về công tác cai nghiện, thường xuyên báo cáo với Sở Lao động Thương binh và Xã hội những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đối với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, bám sát kế hoạch của tỉnh, đẩy mạnh công tác tập huấn cũng như có kế hoạch tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền về công tác cai nghiện, chỉ đạo Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội thực hiện chế độ phụ cấp đảm bảo theo quy định, rà soát lại các nội dung theo Nghị quyết 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Giai đoạn đầu tư công 2016-2020, huyện Tùa Chùa được giao tổng vốn là trên 583 tỷ đồng. Từ vốn đầu tư công, huyện đã thực hiện đầu tư trên 200 dự án phục vụ đời sống người dân và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Thời gian qua, huyện Tùa Chùa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các dự án chậm tiến độ để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Công tác lập phân bổ kế hoạch vốn cơ bản thực hiện đảm bảo đúng quy định, công tác thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, kế hoạch đấu thầu được quản lý chặt chẽ. Nhờ sự chủ động quyết liệt trong triển khai thực hiện, những năm qua vốn đầu tư công đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng như đường giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế được đầu tư đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng thực tế của người dân, phát huy hiệu quả sau đầu tư. Nhờ thường xuyên đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện vốn đầu tư công, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt gần 96% kế hoạch vốn giao. Các công trình đầu tư cơ bản được thanh quyết toán dự án hoàn thành đúng thời hạn. Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng của Điện Biên 10 tháng năm 2021 tăng 3,06% so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm hàng tiêu dùng đều duy trì mức tăng ổn định so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm giao thông tăng nhiều nhất hơn 10%, các nhóm hàng còn lại như nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng, nhóm thuốc và dịch vụ y tế, nhóm giáo dục tăng ở mức từ 2 đến 3%. Riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm gần 0,3%. Riêng trong tháng 10 năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh tăng và ổn định so với tháng trước. Trong đó, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất 6,91%. Chỉ số giá tiền nhà ở thuê và nhà chủ sở hữu tính quy đổi tăng 11,03% so với tháng trước. Nguyên nhân hiện nay trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đang thực hiện một số dự án trọng điểm, trong đó có dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không Điện Biên. Việc giải phóng mặt bằng đang được gấp rút hoàn thành để sao mặt bằng sạch cho Tổng công ty hàng không ACV. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Quý vị và các bạn đừng quên là có thể theo dõi lại các chương trình của đài chúng tôi tại địa chỉ website dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.